Hello, xin chào 500 anh em. Vậy là chỉ còn một tuần nữa thôi là đến Tết Nguyên đán Tân Sửu 2021 rồi. Đến thời điểm này mà anh em nào vẫn còn chưa mua được xe để đi chơi Tết thì không cần phải buồn. Vì qua Tết, Toyota Vios 2021 sẽ chính thức ra mắt tại Việt Nam. Trên phiên bản mới, chiếc xe này có thể được trang bị nhiều công nghệ hiện đại đi kèm và một phong cách thiết kế quyến rũ hơn rất nhiều so với phiên bản hiện tại. Ngay sau khi VinFast công bố 3 dòng xe mới nhất của mình có thể ra mắt trong năm 2021, trong đó có cả những mẫu xe sử dụng động cơ điện, hãng xe Việt đã cho xây dựng các trạm sạc điện ở một số địa điểm tại Hà Nội. Đó là thông tin về thị trường ô tô trong nước. Còn ở tại Mỹ, Ford quyết định hợp tác với Google để phát triển hệ thống kết nối mới, thay thế cho hệ thống kết nối Sync do Microsoft phát triển. Tất cả sẽ có trong bản tin news số 02 của Auto Việt Nam và mình là Chí Trần. Hiện tại đã có một số các đại lý ở Hà Nội bắt đầu nhận cọc Toyota Vios phiên bản nâng cấp mới nhất. Theo thông tin đến từ một tư vấn bán hàng của đại lý Toyota Mỹ Đình, phiên bản nâng cấp của Vios chắc chắn sẽ xuất hiện trong năm nay. Thời gian ước tính có thể rơi vào quý 2 trong tháng 4 năm 2021. Toyota Vios 2021 gần như là một trong những biến thể sedan của Toyota Yaris đang bán ở tại thị trường. Ngoài phần đầu xe, nổi bật là cụm đèn LED hình xương cá chia thành 3 khoang riêng biệt. Còn lại hầu hết các chi tiết bên trên Vios mới gần như giữ nguyên so với phiên bản cũ. Bên trong khoang nội thất xe sẽ có một vài chi tiết thay đổi nhỏ, bao gồm cụm đồng hồ táp lô xe và phần chi tiết màn hình trung tâm giải trí. Cụm màn hình táp lô xe có màn hình 4,2 inch được đặt nằm bên trong, xen kẽ với đồng hồ km. Tiếp đến phần màn hình trung tâm giải trí 7 inch sẽ có kết nối với Apple CarPlay. Toyota Vios 2021 vẫn được trang bị khối động cơ 1.5 lít giống với thế hệ cũ, kết hợp với cụm hộp số tự động vô cấp và số sàn 5 cấp. Mẫu xe này tiếp tục được lắp ráp tại trong nước. Hy vọng trên phiên bản mới, Toyota Vios 2021 sẽ được trang bị thêm gói an toàn Toyota Safety Sense như trên các phiên bản ở một số các quốc gia trong khối ASEAN. Và nếu như nâng cấp thêm những công nghệ an toàn như vậy, giá bán của xe có thể nhích lên đáng kể so với mức giá hiện tại của phiên bản cũ. Theo tôi cho rằng Toyota nên nâng cấp triệt để cho mẫu xe chủ lực của mình để tiếp tục khẳng định vị thế và giữ vững ngôi vương, tiên phong trong việc áp dụng công nghệ an toàn làm tiêu chuẩn cho các mẫu xe còn lại trong phân khúc. Ngay sau khi VinFast công bố 3 dòng xe mới nhất của mình có thể ra mắt trong năm 2021, trong đó có cả những mẫu xe sử dụng động cơ điện, hãng xe Việt Nam đã cho xây dựng những trạm sạc điện ở tại các chung cư cao cấp như Capital Black, Showroom Porsche Hà Nội và bãi gửi xe Vinhome Ocean Park. Theo như nguồn tin đến từ VinFast thì hiện tại các khu vực này đều có 2 cột sạc nhanh và 7 cột sạc tiêu chuẩn. Tuy nhiên thì những cột sạc này mới chỉ là dạng mô hình mà thôi và chưa thể sử dụng được. Theo tôi cho rằng đây là một trong những bước đi thử nghiệm nằm trong kế hoạch phát triển mô hình sản xuất xe điện của VinFast. Như anh em đã được biết thì xe ô tô điện cũng cần tới những trạm dịch vụ để nạp thêm nhiên liệu. Vì vậy muốn phát triển được xe điện thành công, VinFast bắt buộc phải đồng bộ hóa được cơ sở vật chất đi kèm để phục vụ dòng xe này. Thay vì hiện tại hãng xe đến từ Mỹ đang sử dụng hệ thống kết nối Sync 3 dựa trên hệ điều hành Windows Automotive của Microsoft phát triển, thì giờ đây Ford quyết định hợp tác với Google để phát triển hệ thống kết nối mới được dựa trên hệ điều hành Android Automotive. Tất cả các dòng xe ô tô của Ford và Lincoln dự kiến sẽ được trang bị hệ thống thông tin giải trí mới vào năm 2023. Ngoài hãng xe Ford, hiện nay còn có GM Moto, Volkswagen và Volvo cũng đang cân nhắc sử dụng hệ điều hành Android Automotive của Google. Với việc bắt tay với Google thì các tiện ích trong kho ứng dụng Google Play như là Google Maps, trợ lý ảo Google hay chức năng ra lệnh giọng nói sẽ chắc chắn được tích hợp sẵn trên các mẫu xe của Ford và Lincoln. Bên cạnh đó, theo như mình nghiên cứu thì trong tương lai Ford còn có thể là cùng với Google để phát triển xe tự hành. Vì Google là một trong những công ty có thế mạnh về trí thông minh nhân tạo AI, điều này chúng ta đã thấy ở trường hợp của Apple và Hyundai liên kết để sản xuất ra Apple Car. Vừa rồi là bản tin news số 02 của Auto Việt Nam. Ở cuối video mình xin được gửi gắm tới anh em những hình ảnh ấn tượng về chiếc xe Ford F150 Raptor 2021 thế hệ mới. Xin chào và hẹn gặp lại ở những video clip tiếp theo.